liên quan tới ba chiến sĩ và một người dân hy sinh tại đèo Bảo Lộc trước những câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở. Cùng với đó, nhiều người đặt ra nghi vấn chủ vườn sầu riêng này là ai, có gia thế khủng như thế nào, có quan hệ móc nối hay là sân sau của ai không, khiến cho nhiều người đặc biệt quan tâm. Bất ngờ, chủ vườn sầu riêng lên tiếng cho biết khu đất trồng sầu riêng này đã được khai hoang từ cách đây 50 năm. Cụ thể, bà Đặng Thị L, 76 tuổi, chủ vườn sầu riêng nằm trong khu vực sạt lở đèo Bảo Lộc cho biết, trước năm 1975, ông Đặng Hát, bố của bà, đã khai hoang khu đất này để canh tác. Sau khi người bố qua đời, mảnh đất được giao lại cho bà quản lý. Ban đầu bà trồng cây lúa, sau đó chuyển sang trồng bơ, cà phê, mít. Sau thời gian dài canh tác đất đai cằn cỗi, nên bà chuyển lại cho cháu trai cải tạo để trồng sầu riêng. Ông Bê, cháu trai của bà chủ vườn sầu riêng cho biết, do các cây trồng cũ kém hiệu quả nên năm 2020 chúng tôi quyết định chuyển sang trồng cây sầu riêng. Từ đến nay, các cây sầu riêng này khoảng 3 năm tuổi. Theo ông Bê, dư luận nói gia đình ông phá rừng cây sạt lở là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Ông Bê cho hay, đất này ông bà tôi canh tác từ lâu, tôi chỉ kế tục để canh tác thôi, chứ đâu có phá rừng. Tại khu vực này còn những cây vú sữa, cây bơ lâu năm nữa, chứ không chỉ có sầu riêng. Theo hình ảnh từ ứng dụng Google Earth, cách đây 10 năm, năm 2013, khu vực vườn sầu riêng hiện tại có mật độ cây gần tương đồng với các khu vực lân cận. Đến năm 2019, vườn cây phía sau lưng trạm cảnh sát giao thông Matagui thừa thất dần, lộ ra nhiều khoảng đất trống. Đặc biệt, hình ảnh được chụp gần nhất vào tháng 7 vừa qua cho thấy khu vực này đã có sự tác động phân thành nhiều bậc để trồng cây sầu riêng. Cũng theo ông Đặng Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đạ Hoài, Lâm Đồng, xác nhận mảnh đất trồng cây sầu riêng trong khu vực sạt lở hôm 30 tháng 7 được người dân khai khẩn, canh tác từ trước năm 1979. Ông Trinh cho hay, toàn bộ khu đất đưa ra quy hoạch ngoài 3 loại rừng từ năm 2008. Theo quyết định 450 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đưa ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất để sử dụng đất phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nói thêm về tình hình sạt lở của địa phương, Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Mờ cho biết khu vực đèo Bảo Lộc đã từng xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Ông Trinh cho biết tại khu vực đèo Bảo Lộc, chỉ cần mưa kéo dài 3-4 ngày, đất đá bắt đầu nhão, hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống dưới. Có vị trí sạt lở xuất hiện ở đoạn có rừng nguyên sinh, chứ không chỉ có riêng đất đồi nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đạm Ri còn cho biết thêm, hầu hết diện tích trồng sầu riêng là đất nông nghiệp hoặc đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cây sầu riêng muốn trồng phải có nguồn nước tưới thường xuyên. Trên những ý kiến trái chiều liên quan khu vực vườn sầu riêng bị sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử vong, ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Đạo Hoài kiểm tra tính pháp lý của vườn sầu riêng. Khi vấn đề pháp lý và lùm xùm xung quanh vườn sầu riêng được nhắc đến, thì những nỗi đau của bốn nạn nhân tử nạn tại đèo Bảo Lộc khiến nhiều người vô cùng đau xót. Trường hợp của liệt sĩ Lê Ánh Sáng là ví dụ điển hình. Hiện tại thì hà liệt sĩ Sáng đang phải nhờ nhà người dân để tổ chức đám tang. Dự kiến sáng ngày 3 tháng 8, liệt sĩ Lê Ánh Sáng sẽ được đưa về quê nhà, địa phương đang chuẩn bị công tác đón nhận và hỗ trợ gia đình lo tang sự. Đại úy Sáng đã làm đám hỏi với người thương, họ định ngày về chung một nhà ngày 2 tháng 8 âm lịch tới đây 16 tháng 9. tin vui này được thông báo đến bà con họ hàng hai bên. Vài tháng trước, người vợ chưa cưới của Đại úy Sáng đã gửi một tấm ảnh về quê để mẹ chồng tương lai may áo dài mặc trong lễ cưới. Nay áo dài đã may xong mà nam đại úy đã không còn. Bà Lê Thị Hạnh, cô ruột đề sĩ Sáng cũng nghẹn giọng. Sáng đã đặt vé máy bay cho gia đình, người thân và Lâm Đồng dự đám cưới. Thiệp mời đã được gửi đi một số nơi, mọi thứ dường như đã sẵn sàng, nhưng cháu tôi lại ra đi, bỏ lại tất cả. Còn theo ông Lê Ngọc Vĩnh, 72 tuổi, quê Hà Tĩnh, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc về sự ra đi đột ngột của con. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ông lão vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện con trai hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ông Vĩnh cho biết theo kế hoạch, gia đình từ quê nhà ở Hà Tĩnh và Lâm Đồng nơi anh sáng công tác để tổ chức lễ cưới cho anh. Thế nhưng chuyến đi tưởng chừng là hạnh phúc thì cả gia đình lại đón con về trong cảnh mất mát đau thương. Vô cùng thương tiếc vì sự hy sinh của các anh, những chiến sĩ công an ngày đêm cùng đồng đội tham gia bảo vệ sự bình yên của nhân dân không quản ngại khó khăn, thậm chí dẫn đến hy sinh tính mạng. Xin được thắp nén hương lòng vĩnh biệt ba chiến sĩ đã can trường hy sinh trong thời bình. Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, 3 trên 7 người có mặt may mắn thoát lưỡi hái tử thần trong tích tắc. Trước đó vào chiều ngày 30 tháng 7, trong lúc các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động để di rời trang thiết bị vật dụng trong gara của chốt nhằm phòng tránh sạt lở, thì bất ngờ đất đá đổ xuống quá nhanh khiến 4 trên 7 người có mặt tại chốt bị vùi lấp. Bên cạnh đó, còn làm 3 xe ô tô hư hỏng, chia cắt hoàn toàn giao thông qua đèo Bảo Lộc. Vụ sạt lở đất ở trạm cảnh sát giao thông Madagui đã khiến ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh và một chiến sĩ công an nghĩa vụ mới ra quân đến hỗ trợ cũng tử vong. Ba cán bộ chiến sĩ hy sinh gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Quang Thành và Thượng úy Lê Ánh Sáng. Một chiến sĩ công an nghĩa vụ mới ra quân thiệt mạng được xác định tên Ngọc Anh. Bên cạnh đó có ba chiến sĩ cảnh sát giao thông may mắn thoát nạn gồm anh Chi, anh Hưng và anh Trung, cả ba đều công tác tại trạm cảnh sát giao thông. Nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, anh Chi nghẹn ngào cho biết. Chiều ngày 30 tháng 7, anh em chiến sĩ tại khu chốt của trạm cảnh sát giao thông ăn cơm chưa xong, mỗi người tỏa đi mỗi hướng để thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở. Khi đó, anh tôi ngồi gần khu vực bếp ăn để nhắn tin. Lúc 14 giờ 37 phút, tôi gửi tin nhắn trong nhóm để cảnh báo anh em nguy hiểm có thể ập đến, thì khoảng 3 phút sau, đất đá đổ ập xuống, mọi người hô to, núi lở, núi lở. Anh em người chạy hướng ra ngoài, người chạy hướng vào phía trong, chỉ trong vòng 5 giây, đất đá đã bao trùm tất cả. Theo anh Chi chia sẻ, sau khi vụ sạt lở xảy ra, tôi và các chiến sĩ may mắn sống sót đã cùng mọi người tích cực tìm kiếm các đồng đội thiệt mạng. Tôi lúc túc trực ở hiện trường, lúc về trung tâm y tế huyện Đạo Hoai để nắm mắt tình hình của đồng đội. Đại úy Nguyễn Văn Hưng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng, một trong ba người thoát nạn cho biết, Sáng ngày 30 tháng 7, anh cùng với trung tá Nguyễn Khắc Thường và đại úy Lê Ánh Sáng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên quốc lộ 20. Đến khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 7, các anh nhận tin đèo Bảo Lộc có nhiều điểm sạt lở khiến đá rơi xuống đường gây khó khăn cho người dân lưu thông. Trong đó có một tảng đá rất lớn lăn từ vách núi xuống chắn ngang đường. Lúc này, anh Hưng cùng anh Thường và Đại úy Sáng đến km 104, cộng 100 quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc để phối hợp di chuyển tảng đá nói trên ra khỏi mặt đường. Xong việc, anh Hưng cùng anh Thường và Đại úy Sáng đến vị trí khác có cây xanh ngã đổ chắn ngang quốc lộ 20. Tại đây, ngoài điều tiết phân luồng giao thông, các anh còn phối hợp cắt cây, sử dụng xe múc giải tỏa hiện trường, giúp thông tuyến để các xe di chuyển. Sau khi giải tỏa xong các điểm sạt lở, cây xanh ngã đổ, cả ba anh tiếp tục tuần tra dọc tuyến. Khi về đến trước cửa chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc, cả anh phát hiện nhiều xe di chuyển cùng lúc nên đã trực tiếp phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển qua đèo an toàn. Cũng chính thời khắc này, hàng ngàn khối đất đá từ phía sau chốt bất ngờ đổ sập vui lấp hai anh thường và sáng. Riêng anh Hưng may mắn chạy kịp nên chỉ bị thương ở chân. Đến dạng sáng ngày 31 tháng 7, tại trung tâm y tế huyện Đạo Hoài, anh Hưng cùng đồng đội đã đội mưa đến nhà xác để tiễn biệt người đồng đội trẻ tuổi. Anh Hưng chia sẻ, dù chân đau và rất mệt, nhưng tôi và các đồng đội không thể nào chợp mắt được. Tôi thương người đồng đội, người em gần ngày yên bề ra thất mà thắt lòng. Theo đó, ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, huy động phương tiện tìm kiếm. Vụ sạt lở khiến hàng chục khối đất đá trượt từ trên đỉnh đèo xuống, lấp toàn bộ mặt đường quốc lộ 20. Một phần trụ sở trước cảnh sát giao thông bị vùi lấp, khung cảnh tan hoang. Hiện trường vụ sạt lở đất có chiều dài hơn 50 mét, phía sau trụ sở trước cảnh sát giao thông là khu vực dốc núi cao. Địa hình tại đây chủ yếu đất ba gian, ngậm nước sau nhiều ngày mưa, nguy cơ sạt lở vẫn còn. Được biết, Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương như thành phố Bảo Lộc và các huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Bảo Lâm huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an quân đội cùng nhiều lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Gần 20 máy múc, xe ben được điều động để múc đất triển khai cứu hộ. Các lực lượng đang sử dụng nhiều phương tiện đi máy khoan, máy giò để xác định vị trí các cán bộ, chiến sĩ và người dân bị vùi lấp đêm 30 tháng 7, lần lượt các cán bộ cảnh sát giao thông thiệt mạng được tìm thấy và đưa về nhà vĩnh biệt tại trung tâm y tế huyện đạo hoai lâm đồng cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 20 km. Đến 12 giờ trưa ngày 31 tháng 7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng cùng cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân thứ tư ở phía sau trái căn nhà trực chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc nằm ở độ sâu gần 2 mét. Nạn nhân thứ tư được xác định tên là Phạm Ngọc Anh, quê Thanh Hóa, là chiến sĩ công an nghĩa vụ mới ra quân đến hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát giao thông thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở. Tuy nhiên, đất đá bất ngờ đổ xuống quá nhanh đã khiến anh bị vùi lấp. Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiến hành công tác lấy mẫu ADN nhằm xác định nhân thân của nạn nhân vì lý do không còn nguyên vẹn. Tại khu vực trung tâm y tế huyện Đạo Hoài, từ đêm khuya hôm trước tới sáng ngày 31 tháng 7, xe công vụ, xe cá nhân của đồng đội, người thân liên tục vào ra. Ai cũng đau xót trước cảnh các nạn nhân trên người đầy vết chảy xước, không còn nguyên vẹn do vụ sạt lở kinh hoàng gây ra. Bên trong nhà vĩnh biệt của trung tâm y tế, tiếng người thân khóc nấc đến nhìn mặt con, cháu, chồng lần cuối khiến những người chứng kiến tại đó đều không khỏi xót xa. Tại đây, các đồng đội anh thường, anh sáng và thành là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Đạo Hoài luôn túc trực bên phòng khám nghiệm an ủi, động viên người thân các nạn nhân. Ngày 31 tháng 7, Bộ Công an có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ cảnh sát giao thông, theo đó thăng quân hàm cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên trung tá và quân hàm cho đại úy Lê Quang Thành lên thiếu tá, thăng quân hàm cho thượng úy Lê Ánh Sáng lên đại úy. Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời tham hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới nhân thân các gia đình có người bị nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định 900 quy TTG ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, cấp bằng tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc vụ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn sự hy sinh dũng cảm không quản ngại khó khăn hiểm nguy của các anh thể hiện tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ để lại những đau thương mất mát vô cùng to lớn không gì có thể bù đắp được không chỉ cho gia đình và quần chúng nhân dân mà còn có cả những đồng đội của các anh